Chúa thương tôi khi chưa có đất trời, từ lúc thế gian đắm chìm trong đêm tối. Ngài đã phân chia đêm ngày, đã tác sinh muôn loài, đã cho tôi trở thành người con của Chúa. Ngài mãi bên tôi cho dù tháng năm dài, Ngài hướng dẫn tôi khi thuyền trôi buông lai. Tình Chúa cho tôi rất nhiều, ôi an tôi bao điều mãi xưa. Anh xin chào quý ông bà cô bác và quý anh chị em ạ. Khánh đang có mặt ở đây là khu vực ở trong cái sâu sâu của xã Gia Tân 3 hay là xứ Gia Yên với Bạch Lâm. Đây là giáo xứ Gia Phát các bác này. Đây là cổng sau. Cổng sau Khánh thấy đẹp hơn phía trước nhà thờ, bởi vì phía trước nhà thờ thì còn đơn sơ lắm, nhưng mà cha xứ đang là sửa sang dần các bác ạ. Đây là phía sau. Khánh mới thấy làm cái cổng này cũng đẹp. Khánh vô đây có một cái công việc cũng khá vui. Này Khánh không ngờ là trong này buổi tối cũng vui vậy các. Này cũng có sân patin, cha mới lắng nền các bác nhá. Các cháu trẻ trẻ đến đây chơi. Rồi, ở đây cũng có không gian Tết đây các bác này. Không gian Tết phong luôn nào. Ô, bánh trưng ở đâu ra ta? Cái này là mô. Tưởng hai người đấy ngồi canh ngồi bánh trưng. Sao giống có khói với ta? Có khói à? Có khói luôn rồi không? Cái này nhân tạo ấy ạ. Nhưng mà có khói luôn à? Vâng. Lạ vậy. Bấm nhỉ. Đây cái bác này. Cảnh quê có giống ở bánh trưng các bác ạ. Rồi đây. Đến đây có một cái vui. Đây là gần nhà anh Phong các bác ạ. Phong đẹp trai đang đợi Khánh. Đi anh em mình vô đấy tí. Chào anh. Vâng. Rồi mình vô một tí các bác nha. Vui quá các bác nhỉ. Cha đây phòng này Phong. Trời ơi các bác ơi thấy tưởng ai. Con chào cha. Và gần xuống xe cái. Trai ra cho con đi quay tí không khí trai nhá. Vô tư. Xin cho quay vô tư. Đúng không, quay trai nhá. Quý bác ơi, cha quý lắm, cha trẻ thôi quý bác ạ. Mà cha tạo điều kiện hết sức cha dễ lắm ạ. Cũng có một số xứ cha khó liên hệ lắm quý bác ạ. Không phải căn ấy đâu, nhưng mà tùy theo quý ngài đấy ạ. Đến đây chủ yếu ở đây là quý bác thấy là đang là có công việc đây. Chào các cô. Các cô hôm nay đã khai trương bánh trưng rồi. Ủa? Mới nói à cơ. Vâng. Xin cha. Thôi không sao đâu. Vâng. Đúng rồi. Tết nhất rồi nha. Đây các cô đang là gói bánh trưng. Lá này thì mình lấy ở gần đây không cả. Đâu phải mua các cái chị chẳng? Vâng. Họ cho đấy. Vâng. Vâng, đấy các bác ạ. Mùa Covid thì các bà phục vụ đủ thứ hết. Rau, cỏ, rồi cà ghém, rồi rau các loại đưa đi các nơi nhờ. Hôm nay là Tết là cha đang tổ chức với các cô hiền mẫu ở đây đang tổ chức gói bánh trưng. Hôm nay thì rửa lá trước rồi. Hình như là ngày kia mình đi gói à cơ? Sáng thứ bảy đã gói rồi đấy ạ. Mình tính là cha tính gói bao nhiêu cái cơ? 200 mấy, gần 300. Vậy 200 mấy chục cái. Vậy cũng phải vậy nếu mà chia ra nồi thì cũng nhiều nồi lắm đây này. Vâng. Chia ra nồi, cha có làm nồi hay là sao chị nhỉ? Luộc nồi à cơ? Luộc luôn một lúc hay là luộc nhiều mẻ ta? Vâng, chứ đâu có đủ nồi nhỉ? Vâng, đấy. Cái bác này là các bà, đây là giới hiền mẫu, gọi là các chị đi thu lá dong về rồi bây giờ đang rửa trước để chuẩn bị ngày kia gói. Đấy. Đấy, đang sợ ráng quay bánh trưng, giáo sư gói bánh trưng cho nó vui, cho cha bác xem cho nó vui. Còn không biết có rảnh để coi đá banh không. Vâng. Đang đi ghê lắm, đang đi
đang đi các nơi nhiều lắm chị ạ. Vừa việc nhà này, vừa việc này việc kia. Mai còn phải đi Tà Lài nữa. Vâng. À như vậy là mình rửa xong mình phải chia ra loại to bé luôn à? Đấy, cái này to bé nó đến cho lại cho người lau lại nữa. À lau khô nữa. À, ồ đây cái bà đang rửa đây. Ở đây hôm nay chị có cái điện, có cái sân thể thao kia lâu chưa? Có, lên lầu dưới cầu có. Vậy à? Ờ, vậy á? Vâng, giờ đứng đây chạy bật tin đó. À. Năm rồi, lâu rồi. Ờ, vậy á, hôm nay đến thấy lạ, thấy đông thật, đông vui quá này. Rất may, nó đang chạy bật tin rồi kìa. À, vâng, đấy, vui quá. Này mới biết. Nay tối mới đi bụi đời bữa. Đây, kìa. Tối 7 đi bụi đời nữa. Đấy. Nhá mà căn được các chị luộc bánh chưng xong rồi mới ngon đấy nhỉ? Vâng. Làm mà ăn thử một cái nó thì nhất luôn. À 3 giờ sáng chủ nhật ạ. Vâng. Đấy. Đấy. Vậy là chắc là thứ bảy là xin vào đây cắm trại. Cắm trại. Cắm trại luộc bánh chưng các bác ạ. Và công nhận xứ mình có cái sân đấy rộng nha. Đấy, rộng quá luôn đấy. Có sân nấu vào ngoài sân tha hồ luôn. Cũng mấy tỷ cái gì. Mấy tỷ à? Ừ. À không nhận đẹp rộng mà có mình có để mình mua ấy, chứ còn như nhiều xứ như ngoài ra kiệm đâu vàng đâu còn mà mua đấy. Như gia yên mình đấy sắp sửa hơi chặt rồi. Đúng rồi, bên nay đúng rồi, bên nay giờ mấy nay giờ cứ ngắm quay phim cho các chị đẹp gái mà không để ý cách làm. Anh này toàn mảnh quay cho người ta đẹp mà mình quên không nhìn cái lá dòng đấy. À như vậy là nhiều công đoạn chưa? Rửa nước 1, rửa nước 2. Rửa nước 2 cái bác này. Rồi, tới qua. Vâng. Tới qua đây coi công đoạn bên này. Còn một công đoạn nữa. Công đoạn đây là lau sạch chưa? Đấy. Đang lau lá dòng quý vị ạ, rửa xong bắt đầu lau. Đấy. À. Ủa, trưởng luôn á? À, ui giời. Ui giời. Ui giời nhìn gái mà. À, nhìn trẻ vậy mà là trưởng rồi này, quý bác này. Đấy. Vậy mai mốt anh Phong phải phấn đấu làm trưởng trưởng gia trưởng mới đúng anh Phong ạ. À. Anh Phong hình như đang là chị đề xuất đây. À vậy đúng không? Ăn thua các bà đông đông bầu cử cho là được nha. Mình lau rồi mình chia luôn hay bên kia biết chia ta? Hai người lau nha. Hai người lau. Đây. Đây, để mai kia gói thì đúng là lá bé thì thường nó ở trong. Mình gói toàn bánh chưng hết luôn phải hay là có bánh tét nữa? Bánh chưng không rồi. Ở đây gia kiệm là hay xài chủ yếu là bánh chưng. Đây kia bác ạ, sạch sẽ lắm. Như vậy là tới 4 công đoạn nước rửa. À, hai công đoạn lau rồi một công đoạn là chia lá nhỏ lá to ra sẵn. Đây các bác thấy nè, đúng rồi, cây công đoạn nấu rồi quan trọng đấy là quay công đoạn mà ra bánh để ăn thử có ngon không. Tức đêm và rồi cần không mình mang võng vào đây mình ngủ, khi nào có mình gọi mình dậy. Đây còn một chị nữa. Đây là cô khâu gì đây? Khâu chị Lan, cái này là khâu gì? Ai đã rửa chưa? Chặt cuống đúng không? Chặt cuống trước à? À chặt trước mới rửa sau à ta? À. À tại bây giờ ban nãy bên kia thấy rửa. Mà sao trên này lau cái cuống nó dài hơn ở đây không vậy? Ờ cái cô đấy cái bên đấy là chưa chặt ấy không? Ờ đúng rồi. Cái này chặt về rửa nó dễ hơn. À. À bên kia lúc đầu thì mình chưa kịp chặt người ta đã rửa. À. Bây giờ chặt về rửa nó dễ hơn. À đúng rồi. Cái này cho một nồi luôn, nó đưa cho ba cái chuột đấy em rửa rồi. Ừ. Đấy. Giấy hình mẫu của giáo sư đây phụ trách cái này, còn không gói thì chắc khác chứ không nhỉ? Cái này là khâu rửa thôi em nhỉ? Chắc gói hay là luộc? À, 20 cái cũng nhiều lắm ấy. Vâng. Đấy.
Thì bác ạ, đây là giới hiền mẫu của giáo xứ Gia Phát, một giáo xứ ở trong sâu thôi. Và khán biết là ở đây cũng có nhiều gia đình khó khăn hơn mấy nơi khác, vì nó nằm trong vùng sâu, phía trong rẫy thôi. À, không gian xung quanh. Gói ít hơn hả cả? Vậy nên em không biết. Năm ngoái gói ít thôi. Như vậy là năm ngoái lần đầu tiên không thấy năm nay đấy. Vâng. Năm ngoái gói cho những người nào nghèo. Cô đơn. Năm nay là gói cho mỗi gia đình một cái luôn. Một cái bánh chưng chắc cái trọng lượng của nó không phải cả ký nhỉ? Chắc em nghĩ vậy nhỉ? Vâng. Vâng. Tại thấy giờ họ bán có loại ký ký 2. Nhiều công đoạn lắm. Đang chuẩn bị những cái khuân rồi. Rồi, quý bác. Bây giờ gói bánh khác ngày xưa một chút là thay vì ngày xưa ông bà mình gói thì cứ căn ngăn tự ướm. Nhưng mà bây giờ có khuân rồi. Khuân này mình mới đóng hay mình mượn đâu ta? Khuân này mới đóng à? Sao thấy nó vùng vùng? Thì đấy còn mới nguyên. Vậy à? Vâng, đấy. Vậy là dự án là mấy cái ta? Không, cái khuôn này bao nhiêu cái khuôn? Cái khuôn này á, không, chỉ 1-2 người gói thôi. Người ta gói bằng cái khuôn này. Còn những người nằm ngã rồi đủ các kiểu. Như vậy là dự án là chắc phải 5 người ngồi gói ấy, biết kịp ấy. Chắc phải từ 5 người. Cần nữa thì nên mượn thêm. Đúng rồi. Như vậy là Khánh mới biết thông tin sơ sơ là rửa lá thì các giới hiền mẫu phụ giúp, còn hôm gói có thể có dây trẻ, các bác dây trẻ tham gia gói. Rồi, các bác lang thang với Khánh một chút này, ở đây cha chơi với dây trẻ nhiều lắm. Ồ, cha ở phe nào các bác này? Cha đang kéo co. Đấy, cha vừa thắng. Cha chơi với các em bé nhiều lắm các bác. Hôm nay thì hình như Khánh đọc báo là về Đồng Nai ấy thì cũng gọi là không hạn chế như cái gì nữa chứ ạ, như còn mỗi karaoke. Đấy, các bác thấy cha vui, giới trẻ có chỗ chơi buổi tối các bác nhỉ, giúp cho bao nhiêu cái sinh hoạt lành mạnh cho các cháu. 1, 2, 3. Vui các bác nha. Khánh cũng mong qua những clip này khi bác kêu ông bà mình nếu ở xa xa thì nhìn về quê hương thấy cũng vui lắm. Có niềm quý bác quý ông bà có niềm vui trong ngày cuối năm ở Việt Nam nhé. Quý bác này, quý bác thấy cái lượng lá còn đang tập kết ở đây nhiều lắm. Đấy. Đấy. Wow. Quý bà rửa bây giờ thân nghĩ là lâu lắm, tới tối muộn đấy mà. Bây giờ 7. Hay không? Sao sao được lên một lần rồi. Rồi quý bác ạ. Như vậy là tình hình ở đây là tình hình ở đây là còn muộn lắm, sẽ làm còn lâu quý bác. Ngoài đây thì các cháu vẫn đang chờ vi trà này. Rồi Khánh xin ngắt phim ở chỗ này, thì mình sẽ chờ tới ngày gói bánh chưng và ngày nấu bánh chưng để các bác xem tiếp nha. Người mãi bên tôi cho dù tháng năm dài, ngày hướng dẫn tôi khi thuyền trôi buông lại, tình Chúa cho tôi rất nhiều ủi an tôi bao điều mãi dấu yêu quan phòng đỡ nắng sớm chiều. Tình của Chúa lớn hơn đại dương, tình của Chúa núi cao nào hơn, tình của Chúa chiếu soi cõi đời dù tôi. Ngài đã chết
Đấy, thứ hai là 30 Tết rồi, và hôm nay thì sứ ra phát lệnh tiếp sau khi mà rửa lá từ trước đây 2 ngày đấy. Hôm nay sứ tiếp tục khâu gói bánh chứ bác ạ, rồi tối nay sẽ luộc bánh. Hôm nay thì thôi thì hắn cũng có giữ được một số món quà của các mạnh thường quân gửi gắm về để hắn giúp người nghèo ấy. Nhưng mà công việc gói bánh chưng thì căn nghĩ cũng là dành cho người nghèo, cho nên thôi hôm nay Khánh Châu quay tiếp tục gói bánh chưng, nhưng mà đồng thời Khánh cũng xin phép cô chú Thu Vinh rồi gia đình ông bà cố Chùm Vũ Ngọ, Khánh cũng mang 4 triệu đến để ủng hộ cha, để lấy quỹ để giúp cha chúc quỹ vi giáo họ, chúc giáo sư chúc quỹ để gói bánh chưng các bác ạ. Khánh cũng xin phép hai gia đình ân nhân vậy nhé, là gia đình cô chú Thu Vinh và gia đình ông cố Chùm Vũ Ngọ ạ. Quý bác ạ, vậy là Khánh vừa gửi món quà ủng hộ của quý nhân dân đến xứ rồi quý bác ạ. Còn ở đây hôm nay có hai khu vực luôn, một khu vực bên này với một khu vực bên này. Thịt này. À. Khâu chuẩn bị giảm nhá. Kia là gói. Khâu gói đúng không? À, để coi cái ông ở đây làm cái gì. À, con Phong à. Mới về à Phong? Cháu. À, xóm à? À, hàng xóm à? Đang định về. Đâu? Trời ơi. Trời ơi, đây vâng, cảm ơn vâng. Đây, cái bác coi thử nha. À, ăn đây không đang băm cái gì đây ta? Dạ, băm vỏ heo. À, cái này. À, cái này giống như làm tiết canh đúng không anh? Không, cái này là rồi. À, làm rồi á con. À, đây là món này không phải liên quan đến bánh chưng. À, vâng, cái này là đang. Vâng, đang là băm lòng heo cái bác để làm vào cái rồi heo ấy. Và đây bác đang ngồi đây. Vâng. Rồi, đây khu vực này. Còn nhiều khu vực quá. Đây là nấm này. Nấm mèo. Cái này gọi là nấm mèo phải không con? Vâng, nấm mèo ạ. À, mình đang rửa để mình làm gì đấy nhỉ? Để bó giò thủ à. À, lại bó giò thủ à? À. Vậy à. Ồ. Đấy, đây đang rửa thịt rồi cái bác ạ, đây lại bó cả giò thủ nữa. Ờ, giò thủ có cái tai thì nó ngon đúng không cả? Cái đây là cái tai phải không con? Để bó giò thủ luôn hả các? À, như vậy là bó giò thủ nó các bác ạ. Nhiều mục chứ không phải là bánh chưng riêng. Và đây, lúc này thì Khánh đến là gần 8 giờ các bác ạ. Khánh đến là gần. Vâng. À, gần 9 giờ rồi. À, đấy các bác ạ. Hiện nay là khâu ở đây là khâu đang chuẩn bị bó giò thủ. Có lòng heo. Rồi. Đây các cô đang chờ Khánh quay phim. Đây còn món này đây, món này biết là to. Đây à. Ôi giời. Có cô. Có cô giờ này biết ăn sáng. Đây. Cô ơi cái này là thịt nè. Thịt nè có vẻ đâu ra nào. Có mỡ nhiều không ta? Cũng không nhiều mỡ lắm. Dạ. Vâng. Đúng rồi. Ngạt ngon không cô? Ờ thịt ngon trên này. Đấy. Ồ có hẳn luôn rồi nè. Có tiêu nữa rồi hả cô? Vâng. Có mắm muối hết luôn rồi hả cô? Vâng. Giờ chỉ là còn cho vào bánh nữa sau. À, bằng này là bao nhiêu thịt tê cô biết không nhỉ? Cái này tới 40 kg. 40 kg. Hơn 40 kg. Và là một mẻ này là đủ luôn á cô? À, đây cái bác 40 kg thịt. Có hành này, có mắm muối gia vị đầy đủ, có tiêu nữa luôn rồi. Thịt thì
không nhiều mỡ lắm, dạ, cũng vừa vừa, tại bây giờ người ta cũng ăn thích ăn mỡ nhiều không cô nhỉ? Vâng, đây có cô đang chuẩn bị, mọi người chuẩn bị từ sớm rồi nhưng mà khắn thì tại khắn đến muộn. Đây cái bác đang là ướp đấy ạ. Vâng, đấy cô đang ngồi cô ướp. Tay heo đây. Ồ, bó giò thủ bằng tay heo thì chắc ngon đấy. Bây giờ nhiều người họ bó bằng chân giò nữa mà chẳng. Dạ. À, tí em có bó không hay là em chỉ rửa phụ? Em chỉ rửa phụ thôi. À còn chuyên gia bó là khác hả? Vâng. À đúng rồi. Đây lâu lắm khăn nhìn thấy mấy cái tay heo, cái đầu heo vậy. Đây. À đây bắt đầu thịt chuyển đi tiếp khi bác ạ. Vâng. Thịt bắt đầu chuyển đến khâu số 2 là khâu gói. Bây giờ mình đến khu vực gói cái có cái gì các bác nhỉ? Gói cái gì? Hôm nay mình chuẩn bị bao nhiêu gạo cơ? Chị các anh chị. À, tạ rưỡi gạo này gạo gì nhờ ông nhỉ? À gạo nếp các bác ạ, một tạ rưỡi. Ngâm mình ngâm bao lâu thì với gói được ăn nhỉ? À ngâm một tiếng thôi, à cỡ tiếng hai tiếng vậy thôi. Vậy là để gói dự án là 250 cái bánh chưng thì chuẩn bị là 40 kg thịt nhỉ. Một cỡ một tạ rưỡi gạo nếp này, ngâm cỡ 2 tiếng các bác ạ. Coi như sáng nay mình mới ngâm bác nhỉ? Đúng rồi, sáng nay mình mới ngâm. Rồi, tiếp theo khâu của bánh chưng nữa là còn đậu xanh đâu rồi? Đậu xanh. Đây có một người đang ngồi nghịch hay sao ấy. Đang ngồi nghịch đậu xanh. À cái này mình mới luộc xong á cơ. Mình làm tơi ra ăn. À mình làm nó tơi ra mà mình luộc cái này lâu không nhỉ em nhỉ? Cái này mình trần khoảng nửa tiếng. À mình luộc khoảng nửa tiếng thôi à? Coi như nó đủ chín tơi cái thôi nhỉ? À mà trước khi mình luộc mình có phải ngâm nước gì trước không ta? Có, mình phải ngâm, mình đãi xong mình ngâm với muối. Gạo này, đậu này, thịt cũng đang đưa đến này. Phụ trách gói hôm nay khán nghe nói là các em giới trẻ đây rồi có cả ba cha nữa quý bác ạ. Không biết các ngài có để Khánh quay phim không thì chưa biết. À như vậy là gói bánh chưng bây giờ còn quý ông ban hành giáo ở đây còn cho thêm tí nước dứa và lá cho nó có mùi thơm hay là nó lá nó có màu đẹp hơn quý bác ạ. Đây là nước dứa. Nước dứa này nước tự nhiên không phải nước dứa nhân tạo quý bác ạ. À đây quý bác ạ. Chiếc lá tại vì gói bằng khuân và để nó vuông vắn hơn thì anh em đang là gấp sẵn theo cái nếp để nó có cái nếp nhỉ. Rồi khi cho vào khuôn nó sẽ nhanh hơn nhỉ. Đây. Đây cái bác này, khi một người gói họ sẽ mở ra khỏi khuôn như vậy. Đây. Giờ nó cũng có khác ngày xưa cái bác nhỉ. À, nó không có tự nhờ mình ôn nắn khuôn ôn nắn theo cái bánh theo hình vuông mà bây giờ nó có khuôn. Gấp lá sẵn thì nó sẽ nhanh và nó đều, nó vuông hơn. Đấy, anh em là dưới trẻ đang ngồi gấp. Đây, mọi người đang là chuẩn bị khâu gói bánh. Quân là sẽ cho lá ở dưới, cũng hay các bạn. Đã. Cho cái kéo nào bén bén tí nào. Đây. Ồ, vậy là tới mấy lớp lá để ăn dặm? Có 2 lớp thôi, là 8 lá. À, 8 lá 2 lớp, mà xây tua vậy nó trồng lên nhau cũng ra tới nhiều chứ. Thì đấy đó. À, 8 mấy lượt, trồng 4 chiếc lá lên. Nó thêm một lớp lá, một chén gạo. Và một chén gạo ở dưới. Xong rồi tới đậu xanh. Nửa chén đậu xanh trước. Một chén là trên dưới luôn ạ. Đó là một chén gạo ở dưới rồi tới nửa chén đậu xanh ở dưới rồi. Giờ là tới thịt. Rồi. Tới đậu xanh chứ, đậu xanh nữa chứ không? Không, bây giờ đậu xanh trên thịt xong mới tới gạo. Đó. Như vậy là 2 chén gạo, 1 chén đậu xanh, ở giữa là thịt. Nay
hắn đến quay phim quý ông với lại các cháu còn hơi ngại ngại hay sao ấy. Tí nó quên bài. À đấy, gói bánh mà bọc găng tay ông nói là không quen. Không mượt mà ông chồng. Tay bàn tay người là quý nhất đấy. Đây, chiếc bánh vuông rồi, khá vuông rồi. Dạ. Và ông để đâu? Ông để đâu? À ông để đấy. Đó, một cái ghi bác này. Đây là thành phẩm của một chiếc bánh chưng. Có đơn giản hơn ngày xưa. Nhờ bó khuân cho nên có lẽ nó đỡ hào lá hơn. À, lạt mây cũng chỉ cần hai đường buộc thôi, hai sợ thôi. Vì có khuân cho nên nó khá vuông. Ngày trước thì Khánh nhớ ông ngoại gói ấy, thì sau khi gói luộc xong còn phải mang đi ép nó kia bác ạ. Ép cho nước nó thoát ra, lấy những cái cửa nhà rồi đặt lên rồi đè cây đè ấy lên để ép. Nó sau khi nước nó thoát ra thì nó sẽ ngon chiếc bánh chưng hơn. Nó được lâu hơn. Đây chiếc bánh chưng đấy. Vậy là quy trình gói một chiếc bánh chưng là như ở đây Khánh biết là để chuẩn bị gói 250 chiếc thì sứ đang chuẩn bị một tạ rưỡi gạo, rồi đậu xanh cũng 40 kg thịt, rồi đậu xanh nữa, rồi gói thì một chén, hai chén gạo, một chén ở dưới, xong tới một lớp đậu xanh, rồi tới thịt, lại tới một lớp đậu xanh phủ lên, rồi sau đó lại một lớp gạo nữa, hai chén gạo, một chén đậu xanh, một miếng thịt. Đây, cái bạc này, đậu xanh đã luộc sơ rồi. Đậu xanh các bạn khá tơi rồi. Tơi và chín rồi. Đây, cây bạc này, mọi người vẫn tiếp tục gấp lá này, rồi người thì gói bánh, người thì nhào đậu cho nó rơi đều này. Tính ra là cũng gói một cái bánh thì cũng không phải là nhanh, gói 250 cái thì Khánh nghĩ cũng coi như hết ngày hôm nay đấy. Trong gói này thì có người biết làm, cũng có người học hỏi thêm, có mấy cháu gái trẻ, đi cháu trai trẻ cũng đang học gói bánh thêm cây bạc này. Bé thì chỉ thấy ông bà mình ngồi gói thôi, xem ông nội ông ngoại gói các bác cũng thích lắm. Rồi khi mà gói xong chiếc bánh ngày xưa ông còn ép nữa, bây giờ thì nó khác rồi các bác này. Bây giờ là có khuôn đây rồi. Hiện nay là 12 giờ trưa thì mọi người ở đây đang đi ăn cơm thôi. Khánh cũng thử gói một cái với lại các bác xem người Khánh gói được không nhá. Một chiếc lá như vậy người ta đã gấp lại rồi các bác ạ. Đấy, và theo Khánh được biết thì gói cái này thì gồm có 8 chiếc lá. Nhưng mà bây giờ Khánh thử coi nhá, có thể là mình gói không chắc thì có thể nó ra 10 cái. 10 cái lá thì chắc ăn hơn cho nó khỏi xì á cơ. Nó khỏi xì rồi nó sẽ bị tình trạng là mai mốt mình nấu lên bánh nó bị xì ra quý bác. Rồi, mấy bác xem Khánh gói ra được không nha. Để gói bánh nó đẹp thì mình bây giờ quan trọng mình xếp lá nó khít quý bác ạ. Xếp lá khít rồi theo Khánh nghĩ nữa là mình dồn gạo thịt chắc vào ấy thì nó sẽ, cái bánh chưng nó sẽ chắc. Nó chắc thì Khánh nghĩ chắc nó vừa ngon hơn mà nó vừa bớt cái nước đi ấy thì Khánh nghĩ nó đỡ thiu hơn cái bác nhỉ, để được lâu hơn đấy cơ. Đây Khánh đang cho thử 4 cái lá vào, 4 góc. Ngày xưa thấy ông bà gói bằng, đâu có khuân gì đâu, gói bằng tay mà căn cũng ghê lắm. Khuân nó dễ vuông mà ngày xưa cứ phải nắn nắn. Nhà trai có bao giờ gói chưa hay là hôm nay đi gói? Nhà anh có bao giờ gói chưa hay hôm nay đi gói? À, có giờ gói ở nhà không? Hay là mình ra đây phụ rồi biết gói thôi? À, mới tập. Nhưng mà trước giờ nhà cũng đâu có bao giờ gói không nha? À, có gói luôn á? À, vậy ngon rồi. Đúng là cái nào mà mình cắt đều ấy, thì mình xếp lên nó hơi khó hơn tí nhỉ? Nó thừa thừa cái đầu.
không? Đấy, chuyên nghiệp có khác chứ bác ạ. Vậy mà đi gói mướn thì lỗ vốn đấy. Tại vì gói mướn là lương mới biết gói thì lương ít, mà xong rồi khi ra thành phẩm đấy đi bắt đèn nữa thành lỗ vốn. Nãy thấy mấy em ngồi gấp tưởng sao thì ra gấp vậy nó cũng tiện lợi, cái là lúc mình gói nó nhanh hơn, nó có nếp theo cái. Rồi đi bác ạ, bây giờ là cái khâu cột lạt. Bây giờ cái khâu cột lạt hơi khó này, biết có biết cắt cuốn lạt không? Chưa ăn gì? À không, máy nó quay đấy. À có thể hoặc là cái đấy nó tự quay đi không? Anh phải quay qua bên này chứ. Ừ. Rồi, quý bác ạ. Kể ra một cái bánh chưng mới đầu học việc thì cũng còn đang lo lắng một chút. Mà nhìn chung là cũng được. Có cái nào ai gói đẹp cho mượn. Đây, không ai nhìn được không Phong? À, đẹp rồi đấy. Đẹp không? Quan trọng là lúc nó luộc anh. À. Còn không luộc nó yếu. Coi như được quý bác đánh giá được mấy điểm nhỉ? Không thấy trong hình nào? Đẹp. À, đâu em trai? Hơi bị lỗi tí được 8 điểm không nhỉ? 9 điểm không em nhỉ? À, vậy thì mừng rồi. Vậy sau này theo mấy cô đi làm nghề bán bánh chưng được rồi. Tương đối quý bác ạ. Rồi, à như vậy là tí nữa mình phải cột như vậy đây. Ơ? À, mình cột thành một cặp à? À, để luôn cột nhiều lắm. Vâng, cái đấy là cuộc mà nhiều anh ơi. À. Bây giờ mình chỉ có cuộc sơ như vậy là người tính nữa có người làm thử tiếp. À, như vậy là tạm thời gói được cái bánh chưng với bác. Còn đang hơi méo méo. May nó vẫn còn ở hình vuông chứ không phải nó hình tròn. À, người ta chỉnh lại nữa à. Vâng, rồi, thôi xong rồi. Cái của anh có vẻ nó dày hơn của người ta không này? Đúng rồi, dày hơn. À. Cái đấy chắc phải nó phải bị bè rồi. À, tại ăn chủ đánh dấu rồi ăn cho thịt nhiều hơn. Rồi, được rồi. Vậy ngon ạ. Đây, quý bác ạ. À, mấy anh em gói từ sáng giờ là được coi như gần 100 cái. Bây giờ mọi người đang là cột lại để cho vào luộc. Ồ, vậy một cái nồi này luộc cũng được nhiều ấy nhỉ? À, 60 cái. Ồ, cái nồi này luộc 60 cái. Ở dưới mình có cái phên hay em thấy lót mấy cái đọt lá rong vậy thôi phải không em? Dạ đúng rồi ạ. À. Cái này. À. Ừ. Ồ, đấy cái mặt. Như vậy là tình hình mà gói 250 cái thì chắc phải tới 5 giờ chiều. May ra mới xong. Còn khâu luộc nữa, không biết là luộc mấy tiếng thì xong em nhỉ? Luộc thì cái này thì em gạt thì em không có ngâm. À. Ủa. Ở 12 tiếng đồng hồ quý bác ạ. Tại vì gạo không có ngâm nước lâu trước cho nên là phải luộc lâu hơn. 12 tiếng. Ủ chất đầy vậy luôn đấy em nhỉ? Dạ, nên tới đây là. Ủ, à vậy thì nó sẽ khó chín hơn. Đây, đây là anh Phong cái bác, bác nhận rào này. Cũng biết được một tí. À, anh Phong, đây là sứ của anh Phong luôn nhỉ, sứ em luôn đấy nhỉ? Dạ vâng ạ. Ừ, đấy. Hôm nay anh Phong còn vào đây phụ trách bên thể thao là đá banh. Tối nay giới gia trưởng đá không ạ? Đúng rồi. Giới gia trưởng đá với đây giới nào ạ? Ba giới đá với nhau. À, gia trưởng giới trẻ. Gia trưởng đá hết luôn. À. Đá chung gia trưởng đá riêng thôi. À. Tức là chia ra ba đội. Ba đội mà già trẻ hay làm sao? Có nghĩa có gia đình là gọi là gia trưởng. À mà chiêm ba đội là ba khu á? Vâng, ba à, khu. À anh hiểu rồi, tập trung hết lại trong chiêm ba đội đúng không? Đúng rồi, à, tranh một cúp đấy. À tranh có một cúp thôi, có ba đội. Đội nào cũng đá giỏi hết sẽ được giải hết đúng không? Nhất nhì ba luôn. Rồi, quý bác ạ, Khánh xin ngắt phim ở đây, Khánh chờ tới khâu buổi tối.
là sau khi mà mọi người gói xong và cho vào bánh chưng, cho vào luộc xong hết. Quý bác ơi, bây giờ là 7 giờ tối rồi. Những nồi bánh chưng của giáo xứ Gia Phát đây đã đun được có nồi 10 tiếng, có nồi mới được có 5 tiếng thôi các bác ạ. Hiện nay thì các nồi bánh chưng thì đang là lửa cháy rất là to và đun bằng bếp củi cao su các bác ạ. Bếp than và củi cao su các bác này. Đấy, khu vực đun bếp ấy, được quay tôn cẩn thận lắm. Đấy. Nhưng mà đây cái bác xem, tổng cộng hôm nay giáo xứ gói là 250 cái. Cái bác đang nghe văng vẳng bên tai tiếng ồn ào là có một cái dịp rất là vui là tiếng đá banh cái bác ạ. Tiếng các đội đá banh và mọi người đang cổ vũ. Thì em sẽ quay lại cái bác xem nhá. Đây cái bác xem lại nồi bánh chưng. Đã lâu rồi không thấy củi than, bếp lửa hồng ngày Tết cái bác nhỉ. Bây giờ đốt bằng ga nhiều, không có cần bếp than nữa. Đây, bánh chưng này đứng được 10 tiếng này em. Cái nồi này được mấy tiếng này em? À, mới có 5 tiếng thôi. À, tới 7 giờ. Đây, cái bác. Bánh chưng đun, Khanh thấy xếp như vậy thì Khanh nghĩ là bánh chưng sẽ chín đẹp. Ồ, đây cái bác này, mới được 5 tiếng rồi đấy. Đây. Rồi, cảm ơn em. Đậy vô không thôi lỡ nó sống. Đây, cái bác xem này, không khí đón Tết của một xứ nghèo ở Gia Phát này. Có bàn cổ vũ này giống như Hollywood rồi. Bàn cổ vũ này mai mốt mướn đi được á. Mướn đi cổ vũ nha. Đây có ban giám khảo tham dự. À, tiếng từ nãy giờ là tiếng của anh Phong các bác. Anh Phong hay đi với đội của Khánh đấy. Đây, mọi người vui lắm, mình đi coi không khí bên ngoài trước rồi mình coi đá banh sau. Cô này, các cô hôm qua rửa lá đây, các cô này lay chim trực tiếp nữa. Xong hết việc rồi nhỉ? Ủa, vậy ăn? À, bánh tét. À, bánh chưng xong rồi, giờ tới bánh tét. Vâng. Tỷ số tiếp tục được gia tăng, 5-1 cho Sáng Mai. Trọng tài Lưu yêu cầu bắt xe lại rồi. Chung. Phút pha luôn đây. Không bỏ như vậy là bớt. Một ca dứt điểm chậm chân. Trong thời điểm này thì nếu có thủ thành xuất sắc nhất trận đấu thì chúng tôi... Hồng Duy! Qua đi ơi! Không bỏ! Một ca giải quyết tấn công rất là mát của các cầu thủ Gia Lai. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Bớt đi anh ơi, không được bóng phải ra khá chàng. Bóng là bớt, chịu không? Không được. Đây, cái bác đến xem một bình luận viên trận bóng đá. Đấy là anh Phong các bác ạ. Anh Phong thì trước giờ cũng tham gia đá bóng rồi. Như vậy là đội bóng thắng xin anh rồi. Anh Tú được đưa vào sân thay cho là cái đội bóng đội bóng được rất là tú tú thắng trái không đã chủ động bỏ bóng đem về cho đội nhà hưởng quyền đá biên.
cháu này nha cháu. Chúng ta thật là theo bọt và chúng ta bố. Như vậy là bố có đặt sản phẩm này trên màu bộ y tế có phải dùng cá hay không? Như vậy là anh đã ngồi dậy. Như vậy là bố đã đứng ra được rồi. Như vậy là như vậy là chúng tôi không phải mời cá cứu thương vào. Bố đã đứng ra được rồi. Một trận đấu thật sự rất đáng mừng, tỷ số đang được rút rồi. 5-3 rồi thưa quý vị và các bạn. Còn hai bàn thắng nữa thôi thì các cầu thủ số 1 có thể quyết định tỷ số trận đấu khai mạc ngày hôm nay. Đến đây xem ăn xong. Trong tay đuổi. Trong tay đuổi quay phim nữa các bạn. Và thời gian rất là đủ cho các cầu thủ đó là 2-3. Chúng ta trả về và không được cầm bắt trong khu vực cấm. Bây giờ thì trận đấu đã kết thúc rồi. Đây, anh Phong đi quý bác. Mùa sáng nay sẽ được hưởng một quả đá phạt ở ngay vòng tư khung thành của thủ môn bên phía đội 6-1. Vâng, dạ. Quên chị đã mất. Dạ. Em bận quá em chưa đi được. Vâng, từ từ em vô. Vâng. Thẻ vàng cho số 6 rồi quý bác. Chúng tôi cũng xin giới thiệu trận đấu này chúng tôi cũng truyền hình trực tiếp trên kênh TV Việt Nam, các bạn có thể theo dõi trực tiếp trên kênh này. Và theo luật thì đang là tập dượt một chút quý bác ạ. Đây là xóm 3 sẽ vào đấu với hai cái xóm trước, xóm nào thắng thì sẽ đấu với xóm 3. À, Quang này lâu quá mới gặp Quang đấy. Quang hay lôi xe lôi. Đấy con Quang đây hết luôn à. Chào bác đi, chào bác đi. Ui giời có kẹo này. Giỏi. Quang đi nhá. Đây là anh Quang, em của anh Phong các bác ạ. Hay đi với Khánh trong giữa thời Covid ạ. Có chiếc xe lôi quà các bác ạ. Đây chắc cô giới hiển mẫu hôm nay mặc đẹp quá các bác này.
Đây là đội đến cổ vũ cho bố. À đúng không, nó là cổ vũ cho ông nó đúng không, ông nội nó cũng đá hay sao mà. À, chào em. Trên ở nhà ông gần đây không em? Ủa vậy em? Chào em nha. Đâu phe này cổ vũ ông nội sao ta? ông nội ông ngoại. Rồi vậy là chắc đội này là đội xóm ba đúng không? Xóm ba thắng rồi, tại toàn các người đẹp đến đây thôi, từ bà nội tới cháu đích tôn gì. Đây là bà cố nữa này. Đây cái bác ạ, cả một gia đình luôn đấy cái bác này, bà nội bà cố. Cái bác ơi, phát hiện ra một điều là đá bằng trái bàn nhựa bị xì đó. Bàn nhựa cái bác ạ, không hiểu sao, chắc cho nó đỡ đau chân. Tại đây là cầu thủ Nghiệp Dư, giới gia trưởng của xứ, có chia làm ba đội vậy, có người chưa có giày. Còn cao nữa, cao không nhìn thấy luôn. Camera tối mà quay ghê nhở. Quý bác ạ, vậy là những nồi bánh chưng thì vẫn đang tiếp tục đun và ngoài kia thì vẫn tiếp tục đá bóng. Theo khán biết thì tình hình là đội áo đỏ là đội mà trước đây đã thắng một trận rồi, hiện nay vẫn còn đang dẫn tỷ số tiếp với tỷ số là
nay những nồi bánh chưng vẫn còn tiếp tục chị bác nha. Chị bác ạ, vì phim đã dài cho nên là Khánh nghĩ Khánh xin là cắt phim ở đây chị bác nhé. Ngày mai thì sáng ngày mai thì 3 giờ đêm nay đã có những mẻ bánh chưng xong rồi. Và bánh chưng sẽ được sáng ra thì sẽ được chuyển tiếp đến những người nghèo trong giáo xứ Gia Phát quý bác ạ. Cảm ơn quý bà cô bác từ nãy giờ đã xem phim ủng hộ cho Khánh luôn nha. Khánh xin chào luôn ạ. Khánh chúc tất cả mọi người chuẩn bị đón năm mới bình an vui vẻ và mọi điều như ý ạ.